Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Ở Sapa, Lào Cai có một lớp học đặc biệt. Lớp học không có quy định về thời gian nhất định, chỉ có một người thầy và các học trò đủ mọi lứa tuổi. Đó là lớp truyền dạy chữ nôm giao của nghệ nhân ưu tú Tần Vân Siệu ở thôn Tà Trải, xã Tà Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Điều quan trọng hơn nữa ở lớp học là mỗi con chữ, mỗi câu văn mà người thầy truyền thụ cho học trò đều mang những giá trị nhân văn cao cả, hướng con người ta đến cách ứng xử với gia đình và cộng đồng có đạo nghĩa, nhường nhịn, lễ phép, trên kính dưới nhường. Vượt qua con đường mòn ngoằn ngoèo khó đi, qua hai quả núi và xuyên dưới tán rừng âm u, chúng tôi tìm đến căn nhà nằm ở tít rừng sâu, cách biệt với những ồn ào, náo nhiệt của đô thị du lịch Sapa ồn ào và hỗn độn. Thầy Tần Vân Siệu năm nay đã hơn 60 tuổi. Một tai nạn nổ mìn cách đây hơn 30 năm đã cướp đi của ông một cánh tay và một con mắt. Khi chúng tôi đến, cũng là lúc lớp học của thầy trò ông Siệu đang say sưa với bài học đạo. Cả thầy và trò dừng buổi học để đón chúng tôi rất nhiệt tình và vùn vã. Ông chia sẻ với chúng tôi, ông được thừa hưởng kho tàng sách cổ từ người bố để lại. Bố ông xưa kia cũng là một thầy cúng nổi tiếng trong vùng. Ngày tóc ông còn để trọm cũng là lúc ông được học những con chữ đầu tiên từ người bố. Ông nói, sách cổ đối với người Dao còn quý hơn cả máu, vì sách gắn liền với đời sống tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng, tri thức của tộc người Dao hàng trăm, hàng nghìn năm. Nếu không có sách thì người Dao sẽ không còn là người Dao nữa. Do vậy, sách và chữ luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng người Dao ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước khi bố ông mất, ông cụ đã căn dặn rất cẩn thận rằng ông sẽ phải nối tiếp cha, chịu khó học tập, nghiên cứu kho tàng sách cổ. Sau này, dạy lại cho các thế hệ con cháu biết về những giá trị của từng cuốn sách, từng con chữ của dân tộc mình. Sau này, cuộc sống mưu sinh khó khăn, nhà đông con, kinh tế nghèo khó, túng quẫn. Đã có lúc, ông tưởng không giữ được lời hứa với cha khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay. Nhưng rồi ông đã làm được. Ngày đi làm, tối đến đốt lửa, nghiên cứu học tập chữ nghĩa. Đến năm 40 tuổi, ông đã thông thạo mọi cuốn sách của người Dao hiện có ở Sapa. Hàng năm, cứ vào dịp nghỉ hè và đầu năm mới, ông Siệu lại tổ chức mở lớp học miễn phí cho con em người Dao trong vùng. Ở mỗi cấp bậc, tùy thuộc vào trình độ nhận thức và sự hiểu biết của học trò, ông Siệu chia giáo trình ra thành các cấp bậc, từ bậc 1 đến bậc 4 để dạy cho học trò. Nhưng tất cả các giáo trình của ông đều hướng đến dạy cho trò điều hay, lẽ phải, biết đối nhân xử thế, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, hòa thuận với anh em, bạn bè. Tránh làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật. Ngoài ra, ông còn dạy cho học trò biết hát giao duyên, biết những bài thuốc, các câu đố, tục ngữ, ca dao gắn với lao động sản xuất. Hiện nay rất nhiều các cháu thanh thiếu niên do bị ảnh hưởng của du lịch dẫn đến sự lai căng phát tạp của văn hóa ngoại lai. Các cháu lớn lên mà không biết đến giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ngay cả bài dân ca cũng không thuộc, tình đoàn kết
cộng đồng, tương thân, tương ái cũng giảm sút. Nhiều đêm, nằm giữa đại ngàn, ông đã trăn trở tìm cách lưu giữ cho được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, rồi ông lại ra sức mở lớp dạy học cho thanh thiếu niên người Dao trong vùng. Từ nhiều năm qua, ông là người luôn luôn tâm huyết trong công tác bảo tồn truyền dạy chữ nôm Dao cho thế hệ trẻ thanh thiếu niên người Dao. Hàng năm, từ ngày mùng 1 Tết đến ngày rằm, ông thường mở lớp dạy chữ cho học sinh là người dân tộc Dao ở các huyện Sapa, Văn Bàn, Bát Sát. Nhờ những đóng góp và cống hiến, năm 2015, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Bản thân ông tự nguyện mở lớp mà cũng không thu kinh phí của học trò. Ông là tấm gương để cho con cháu người dân tộc Dao trong cộng đồng luôn học tập noi gương. Ngoài ra, ông còn là người niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Sapa nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung. Ngành văn hóa tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho lớp học của thầy trò ông Siệu được duy trì và phát triển. Chính vì thế mà từ 20 năm qua đã có hàng trăm học trò bước ra từ lớp học nằm giữa rừng sâu của thầy Siệu với những con chữ mang đầy giá trị đạo nghĩa nhân văn, để rồi dòng chảy văn hóa của cộng đồng người Dao từ hàng nghìn năm qua chưa bao giờ ngừng chảy. Hương rừng thơm đôi bóng, nước suối trong thầm thì có xe ôi xe nắng dẫm mát đường em đi. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.